À, ông tính đâu hai cái. Cái một tại em bo cái đi học, có nghĩa là một cái em bo đi học, một cái để nội nhà, chứ em bo đi học để điện thoại nhà anh thôi. thầy đâu có cho đâu. Giống như là chị em mà không được ở gần nhau, vui đùa với nhau á. Sao cảm xúc con giờ nói thật đi, giờ cảm xúc thấy như sao? Đúng rồi, tại vì mình ở ở đây thì cũng em một thời gian rồi, ở cùng cha với em một thời gian rồi Con nên cũng buồn. có mấy tất cả mọi người chú lên đây em biết con đi về quê nên nó ở đây đi đừng có về, À, chưa có tới học kỳ mày về kịp ý sớm. là hàng xóm ở đây ha, cô Dạ chú ở hàng xóm đây ha. dạ nhất là bác bên đây, rồi bác bên đây kêu ở đây đừng có về, đây trong em phụ cho. Thôi thì bây giờ trước sau mình cũng về, bây giờ mình về nội á thì nó sẽ hay hơn. Ở dưới có bà nội đồ á, rồi mỗi ngày đưa con đi học. Ở đây thì cha phải đi làm, con thì còn nhỏ nữa. Ở mình thì nó cũng không có được tốt. Ở dưới thì có ông bà nội, rồi có Út, rồi dòng họ ở dưới thì nó hay hơn. Từ từ thì vài ngày sau thì nó sẽ quen à, sẽ vui lại thôi. Rồi nãy giờ có điện với ông nội chưa? Đâu con điện ông nội thứ ơi, tới đâu rồi? Theo như con là con có muốn về dưới để mà ăn học không? Có Ừ, đúng không? vậy Là là tại tốt rồi. con đây con buồn á, con nghĩ ngoài con cũng mệt á, con không có bạn chơi. Gì đó là có anh của con nè, rồi bạn bè dưới đó nữa. Có em họ. Em họ đó. Ông Rồi. nội bạn luôn. Chắc là Để ai điện tí cho rồi. nó bạn điện lại. Hôm qua là cô nghe con nói với cô là thứ hai rồi phải không? Dạ, Là nội. thứ hai ông nội tính sắp xếp mà trễ ông nội mới lên được. Ừ. Bây giờ sắp xếp mà chuyện sớm mình lên Ừ. dưới con sớm. Vậy là ông nội trông á, mong á, mong rồi sớm ngày nào tốt ngày nấy á. Nôn. Nôn. Tại vì bữa trước xuống dưới đó mấy anh thấy ông nội bà nội ông thương cưng lắm á, là Nội lúc ông mới gặp ông nội ông khóc ôm sùm rồi. lúc trước là khi mà con ở dưới đó thì nội cũng là cái người chở con đi học đúng không? Ừ. Cho nên là muốn bước sớm về. Bà nội thì chú thấy bà nội rất là thương con luôn á, rất là thương. Bà nội là con nuôi con nhỏ lớn rồi đúng không? Dạ nội nuôi con được 5 năm. Năm ai cũng đều thương con ở dưới á, chỉ mong muốn về dưới. Hồi tối là nghe nói là cha bị sốt gì phải không con? Mà sáng nay vẫn cố gắng đi bán dừa luôn à. Sáng nay con cũng không biết sao mà mệt quá, không có nhảy nổi làm công việc luôn. Nên con nằm ra đợi khi 8 giờ rưỡi con gái dậy con làm công việc dọn dẹp thu xếp đồ. Rồi con ăn uống rồi uống thuốc rồi vô gì chưa? Dạ con uống rồi. Ráng Chứ ăn nha. ăn không nổi Ô, mà. con ăn là con mới uống nha. Uống mà. Rồi mấy em con làm sao? Mấy em con có bên trẻ ghê dữ. Không mà con với ba với mấy em về quê là lên mấy em có bị gì không? Dạ Sức có khỏe bình thường. em hơi ấm ấm, có em Ben là nó bệnh, tại em cũng ngồi sát bên con á, À. con ngồi chỗ nắng thì em ngồi kế bên đây nên em bị nóng nhẹ luôn con. Cái phần Em cũng nhẹ đi đường xa quá. đúng rồi. À, Phượng Anh thì về dưới thì tốt cho Phượng Anh đó, nhưng mà nếu mà xét về anh Hận thì anh Hận cũng hơi quá quả ha, nhưng mà khi mà có Phượng Anh ở trên đây thì cũng phụ được chút ít. Con đi gì vậy, cha có nói con gì không? Dạ có khuya cha con hoa thử cho em uống á, cha nói là về với ông bà nội ngoan nha, với lúc đó khuya á ông bà nội cũng có gọi lên là xin cái địa chỉ với đi xe về về. Vậy là trước khi cha đi bán dừa là có dặn con là về dưới là phải ngoan, ăn học phải ngoan phải không? Dạ Con thương cha không? có Thấy nói thiệt ra thấy cũng tội ghê luôn anh Hận, thì bây giờ vợ đi như vậy rồi một mình nuôi 5 đứa con như Phượng Anh nó lớn rồi thì chăm không được. nói còn 3 4 đứa nhỏ kia nữa leo leo lóc nhóc, nhìn thấy thấy cũng rất là tội luôn. Tội chứ. Giờ chị em cũng không gặp nhau nữa, người ở một nơi nữa nè. Dạ cũng phải chịu để có tương lai.
Cố gắng lên, về cố Tương gắng lai lại của lo con học. cũng là tương lai của em. Đúng rồi. Tính nó mốt lớn nó học lên, còn lớn lên con làm gì con nuôi em. Trường ước mơ làm YouTuber nữa hả? Ước mơ vậy không bỏ ha. Nhưng mà cô Hạnh là hứa là nếu như con học mà giỏi thì cô Hạnh sẽ đưa con qua Mỹ mà. Con có đi không? Nếu mà có cơ hội như vậy con có đi không? Dạ có. Mình đi làm mình có tiền mình gửi gì cho em đúng không? Dạ, chứ bên đó làm được cái gì không bên đây. Cực lắm đó nha. Dạ, nhưng cực em mới có tiền xài. Cực thì tiền nhiều. Cố gắng lên, mình làm cực thì tiền nhiều à. Cái công việc nào cũng cực hết con, mình mà quan trọng mình cố gắng và đam mê thôi nha. Giờ đồ thì đã ship xong xuôi hết rồi, quần áo là con ship hết rồi Dạ. phải Nội có nói với con là lên đây là mình đi chi khách về hay là thuê xe hay là sao con? không? Ông nội hỏi là đi xe gì về, con nói đi xe khách không gì. À, đi lên xe khách ha. Rồi, bây giờ ông nội lên á, bây giờ chú tính gì nè, ông nội với con lấy xe đạp đạp dưới Được không? chúc ông nội lên thì mới dặn ông nội đi ăn Con đi, sợ là chạy xe đạp về hướng dưới cho nó sức khỏe. đưa ông nội đi ăn một bữa. Rồi ông nội lên đây đón con, rồi con có tổ chức gì cho ông nội ăn không nè? Dắt ông nội ra ngoài quán ăn. Còn không thì ông nội cũng đi chắc gì để ông nội. Ông nội cũng tính là đi với Úc Thì á, để Úc Thì rước con đi về, rồi giờ Úc Thì bận rồi ông nội cũng tính là ông nội đi lên đây có Úc Thì rước con rồi ông nội đi làm luôn. Giờ phải rước con về rồi đi lên đi làm nên ông nội chắc cũng nhiều gấp á. Rồi đâu điện ông nội tới đây, ông nội tới đâu rồi? Con về dưới lâu lâu điện cho cô Thủy nha. Dạ, nghe nè con cũng sợ lắm. Gọi gọi nhiều Nhắn quá, tin rồi gọi nhiều quá lâu cô lâu Thủy hỏi thăm quạo. nha. Rồi Chắc ông nội sao ông nội nói nói chuyện chuyện ai lâu vậy ta? Ủa, con nói ông nội lên đây làm cái gì? là... Dạ đi làm hồ. Đâu điện bà Ủa nội ấy, hả? điện bà nội ấy. Có số bà nội không? Có mà bà nội không biết em không gì chưa. Gọi thử. Gọi thấy mặt thì em con em họ con đi học cũng có nhà cũng không Người mà số á, hỏi ông nội đi đi chưa? số không biết là để có để nhà không biết đó. Con đây đang 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 trông chờ mà gọi ông nội không được. Nói nãy giờ sao con gọi ông nội không được? Vừa vui mà cũng vừa buồn. Nôn lắm, đang nôn. Cha bán là khoảng mấy giờ là cha về con? Dạ thường thường là 5 giờ 4 mấy phút á là Xin lỗi, cha đi. tài khoản của quý khách không được cập Cùng nhật. Rồi ơi, Cùng với xong đồng hồ luôn. Nè, con gọi đây nè, số nè. Tài khoản của khách không còn đồng bạc. Nè, con bấm đi. Chắc sáng là ba bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ cha đi từ 6 giờ đến 6 giờ đến 11 12 10 giờ trưa cái về. Tới 2-3 giờ chiều đi, tới 6 giờ về, 7 giờ về. Bây giờ thì em thì gửi ngày gửi đêm luôn thì cha bây giờ là ráng là đi bán để mà nuôi mấy em ha. Bữa giờ cha về có nói với con là bán đồ được rồi không? Cầm cầm máy lên con, cầm máy lên cái xác xác lên. Cái nào số lạ không? Số lạ số lạ nè, không chắc mất máy. nhiều khi nổi mất máy đó con. Chắc là đang bật luôn. Bạn đi vui. Cỡ giờ này thường thường là hay đi Rồi vui. giờ con điện lại ông nội ơi, điện số điện Zalo cũng được, chắc ông nội nói chuyện xong rồi đó. Được luôn hả? Được được rồi đó, được rồi, được rồi. Cái này giống như không có mạng với anh. Không có mạng, này không có mất mạng. mạng rồi.
mất mạng á. Nó ngủ rồi. Vậy thôi đi con, để khi nào nội để lên gần tới nội điện mất công ngồi lo á. Nhưng mà ông nội nói lên đây ông nội là xong rồi ba cái đó đúng không, chứ ông nội cũng đâu biết gì vô đây hả? Dạ, con chỉ ông nội. Ừ, con tí mình đi đón ông nội với. Ba cái đó con cũng không biết. Ừ. Cái này nếu mà địa chỉ là chạy xe ôm về tới nơi luôn anh. Nhưng mà xe không biết đậu đâu. Đi không? Đi xe ôm không có được. Con gì dưới quê ông nội bà nội nhớ ngoan quá, nghe lời ông nội bà nội nha, ráng cố gắng học hành. Mấy chú mà có đi tiện đường nhân đó thì lâu lâu con chú xuống thăm con. Thời sáng giờ con có ăn uống gì chưa? Dạ, chưa, con uống sữa. Uống sữa hả? Uống sữa rồi uống thuốc cho con. Đó, ông nội gọi đó. Bác Văn. Bác Văn hả? Alo, đi học gì chưa? Điện lại nãy hết tiền này. Đây, 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 đây máy vô nè. Nói. Máy nội hết tiền. Sao mà, sao rồi, mà. Đây, đây, nè, chú nè. Chú gọi. Đó, chú bấm rồi đó. Thì nội hết tiền, nội lấy của em. Con gọi lại số đó đó, số mà nội mới gọi đó. Zalo, Zalo con quên nữa, con tính đâu em bo đi học. Ngày chủ nhật mà. Con quên thì đất con mới quên, con học thì không nhớ. Vì đợi xíu con gọi á. Nội tắt đi, nội tắt đi. Con đừng có nói là cô chú đang quay gì hết á, cứ nói chuyện với nội bình thường. Dạ. Mất mạng rồi, mạng mạng yếu rồi. Nội kỳ quá. Nội chơi kỳ quá nội. Chơi nội chơi vậy con không chịu luôn nha. Liền số luôn đi con. Liền số không luôn được đi. Rồi. Sống yếu à. Thấy máy chú Mạnh gọi. Chú Mạnh tiền nhiều đúng không? Con cứ nói chuyện đi, cứ nói chuyện bình thường mà con. Con mới nợ đây. Vậy? Ừ. Người nhận tạm thời không liên lạc được. Đây, con cứ nói chuyện bình thường. Con nói tới sáng cũng được nữa. Thế bao chú trả sau mà. Trả sau là con cứ nói chuyện tới tháng đó, chú hết tiền không có đóng thì chú cắt bỏ luôn, không có đóng là luôn. Nàng chưa nội? Nàng gì chưa nội? Tới ông nội tới đâu rồi nội? Không biết đâu mà nội đâu có tiền để điện cho ông nội đâu. Nội không có học đi nội. Em bo hôm nay chủ nhật cũng đi, nó đi chơi nè. Nay chủ nhật kêu nó đi mua xăng, bạn về tối chuẩn bị rước con cái nó đi tới giờ nó không về luôn. Rồi chắc đi đá banh nữa. Báo nội hoài. Vừa nói tới vừa về bên trong kìa. Dạ. Chơi từ nãy giờ luôn. Đi. Em nó đi. Em đi sáng giờ nó mới về. Ai? Bo. Nội nội để nhà mấy cái điện thoại nội. Có một cái nhà nhà. À, ông tính đâu hai cái. Cái một. Tại em bo cái đi học, con nghĩ là một cái bo đi học, một cái để nội nhà chứ. Em bo đi học để điện thoại nhà anh rồi. Đi học điện thoại nhà đâu, tất đi đâu. Tất đi nhà trường thầy đâu có cho đâu. Thầy cái thầy lấy. Lấy xong rồi trả rồi bắt đầu là bắt đủ tiệm. Đâu có cho em đâu hết rồi. Dạ em con đi gửi rồi. Ta giữ ngày giữ đêm luôn.
Ủa đi gửi chứ không có ấy hả? Nhà mới gửi sáng nay, không có để nhà giữ. Gửi đó là gửi ở đâu? Dạ cũng như nhà người ta cho giữ, người ta muốn giữ. Tại nhiều đông không con có lại tới đó không? Dạ có, người ta không có đông, có mấy em con thôi à. Dạ con thấy không gian cũng sạch sẽ, không có người bệnh, cũng không có người già, nên con chỗ đó có hàng rào nữa. Người giữ đó lớn hay nhỏ? Dạ người giữ đó lớn tuổi đâu? À, cũng ba mấy bốn mấy gì con không biết, cỡ ba mấy rồi nữa, 35 36 vậy. Hỏi gì chưa, tao không cho rồi đó, mình tới dắt mày luôn đấy ha. Bo đi để... mày để bo bo kỳ hay nữa. Trời trời, chắc đi đá banh. Đi ngoài nó đội, đội nó ngoài. Dạ. Đi ngoài cái đội nó cổng bà nội nó ngoài á. Chứ còn tao nhà đâu phải bà nội nó đâu. Chắc con ăn gì giờ ở nhà mình nên á. Dạ.